Đắk Lắk mùa này là mùa của hoa bơ, hoa sầu riêng và hoa cà phê. Đây là hoa bơ đây, hoa bơ Đắk Lắk đây. Một khu vườn nhỏ xinh xinh. Có ba cây trồng là cà phê, bơ bút và sầu riêng. Đây là cái sầu riêng. Cái bơ bút đây. Tất cả là đều ở năm thứ tư rồi. Năm thứ ba, năm thứ tư. Những con ong đang đi lấy mật. Thoang thoảng đâu đây. Tiếng chim. Mùi hương cà phê nồng nàn. Đây. Chúng ta sẽ đi quan sát hoa sầu riêng. Cái bơ này đã la ra lục non này, chồi non này. Sạch cỏ. Đây. Đây là hoa hoa sầu riêng đây. Hoa sầu riêng đây các bạn. Đấy. Năm nay là hái bỏi đây. Mới ra năm đầu tiên. Rất nhiều. Đây là phân chuồng. Phân bò. Cây này thì trơ trụi lá luôn bởi vì ra hoa rất nhiều. Đây. Tạm biệt các bạn.